Chào mọi người, hôm nay nhà mình ăn bả đậu xào. Món này rất là tốt, nhiều dinh dưỡng mà cũng rất là rẻ luôn, dành cho những ngày chay hay những ngày mà mình không muốn ăn cơm. Và món này cũng rất là thích hợp cho việc ăn giảm cân. Để ăn không bị ngán thì mình sẽ cho giá, củ hành vào xào chung. Đầu tiên mình sẽ ướp gia vị rồi để cho thấm, sau đó mới xào lên. Hôm nay thì mình chỉ xào một nửa thôi, còn một nửa sẽ đem chiên thử, rang cùng tương ớt. Mình thấy người Nhật có dùng bả đậu này làm rất là nhiều món ăn luôn. Khi nào mình có thời gian, mình học hỏi rồi làm thử. Nếu mà thấy ngon thì sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nha. Khi mà ướp món chiên này thì mình cho mỗi cái một ít gia vị thôi, vì một hồi sẽ còn chấm tương ớt nữa. Ướp xong thì mình trộn đều lên rồi cho vào tủ lạnh để bảo quản. Sau đó mình sẽ bắt chảo lên rồi xào cái phần bả đậu này nha. Khi xào thì nhớ cho 2-3 muỗng nước vào để không nó dễ bị khét lắm. Hồi xưa khi mà còn nhỏ thì mẹ mình hay xào cái món này lên cho chị em mình ăn lắm. Cuốn với bánh tráng rau sống rồi chấm nước tương là ngon nhất cái nách luôn. Trong 100g bả đậu thì nó có 111 calo và 45g protein. Nhưng mà nó có vitamin B6, rồi chất sắt, kali, vân vân và may may. Nói chung là nhiều dinh dưỡng lắm. Mọi người phải mua ăn thử nha. À còn cái phần chiên này á, lưu ý là khi chiên mọi người nên nặng bánh thật là mỏng để được giòn hơn nha. Vậy là xong hai món rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.